Xin chào các bạn, thương hiệu Hamilton được biết đến như là ông trùm của đồng hồ quân đội Mỹ, từng là nhà cung cấp đồng hồ chính thức cho quân đội Hoa Kỳ trong nhiều cuộc chiến ở thế kỷ 20. Nhưng bên cạnh những thiết kế hầm hố, bụi bặm, mang chất lính thì Hamilton cũng có những sản phẩm mang phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn có đặc trưng riêng của tinh thần Mỹ, và một trong số đó là cặp đôi mình sẽ giới thiệu ngày hôm nay. Hai mẫu này có tên gọi là Chairmaster Thin Line Small Seconds. Chairmaster thì là dòng đồng hồ thanh lịch và đa dụng bán chạy nhất của Hamilton, đặc biệt là các thiết kế Skeleton được đánh giá là xuất sắc nhất ở trong phân khúc. Thin Line thì là phân nhánh với thiết kế siêu mỏng và Small Seconds, một hậu tố khá là quen thuộc ở trong ngành đồng hồ, dành cho những mẫu sử dụng kim dây nhỏ, chi tiết thiết kế rất là thịnh hành từ thời đồng hồ bỏ túi cho đến những năm giữa thế kỷ 20. Và về cơ bản thì đây đều là những mẫu đồng hồ có thiên hướng đơn giản, thanh lịch, nhưng vẫn cá tính để khác biệt so với các thiết kế khác tương tự của Thụy Sĩ hay là Nhật Bản mà chúng ta vẫn từng thấy. Ở vị trí trung tâm sẽ là cặp kim Dolphin tích hợp dạ quang hình quả chám, một chi tiết đặc trưng của dòng Chairmaster, vừa độc đáo về mặt thẩm mỹ vừa tăng thêm công năng tiện lợi cho sản phẩm. Các cọc số sẽ là kiểu Ả Rập, được làm theo phong cách Art Deco, một phong cách nghệ thuật rất nổi tiếng từ thập niên 1930, với công trình vĩ đại là tòa nhà Chrysler ở thành phố New York, nước Mỹ. Một mặt số của mẫu này thì sẽ được hoàn thiện bằng vân sunray kinh điển. Riêng phần subdial ở góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có hoa văn đồng tâm và có màu nổi bật so với phần còn lại. Đối với phiên bản mặt xanh thì sẽ là một lựa chọn là khá là an toàn và phổ biến. Nhưng với những ai mà muốn trải nghiệm phong cách Mỹ thì theo Đức là nên chọn phiên bản màu sepia ở phía bên này. Đây là một màu sắc đặc biệt thường được dùng trong khung cảnh của những bộ phim cổ điển lấy bối cảnh của nước Mỹ thời xưa, nổi tiếng nhất là kiệt tác Cuốn Theo Chiều Gió. Bộ vỏ của hai mẫu này thì sẽ được làm theo ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Chairmaster, mạnh mẽ và cứng cáp, đúng tinh thần Mỹ. Khi so sánh với triết lý thiết kế đẹp như trang sức của Thụy Sĩ thì các bạn sẽ thấy rõ những điểm khác biệt. Mặt sau sẽ được trang trí bằng chi tiết huy hiệu Hamilton rất là đẹp, và đồng thời thì bộ dây da cũng được Đức đánh giá là có chất lượng cao, và chúng ta sẽ còn có thêm cả các phiên bản dây kim loại. Hai mẫu này sẽ có thiết kế vỏ là 40mm, độ dày thì rất là phù hợp, và lắc to lắc thì cũng ở một cái mức hợp lý. Cảm giác đeo thì sẽ là tương đối nhẹ, thích hợp với các loại áo dài tay. Các phiên bản đồng hồ Hamilton Chairmaster chính hãng đi kèm chế độ bảo hành quốc tế chỉ có ở đồng hồ thật thì đều đang có mặt tại đồng hồ Duy Anh. Bên mình là đại lý ủy quyền chính thức của Hamilton tại Việt Nam, với hệ thống cửa hàng ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là kênh online đồnghoduyanh.com. Đức rất hân hạnh được đón tiếp các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.